Chào hai bạn. Dạ. Trời ơi, nhìn sao thấy tin quá, vậy. Tin. Dạ, em xin chào anh Thuận, chị Hồng Vân và các bạn khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Thắng, năm nay em 34 tuổi. Nghề nghiệp của em là biên đạo múa. Dạ, em xin chào quý vị khán giả và em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Thiên Hương, năm nay em 26 tuổi. Hiện là cho thuê đồ. Cho thuê đồ? Dạ. À, cho diễn viên múa thuê đồ đúng, dạ, đúng không? Dạ rồi. Rồi, như vậy tôi biết tại sao hai người quen nhau rồi. Chắc có lẽ là đi múa chung rồi quen nhau thôi đúng không? Hoặc là có thể là ông này ông dẫn nhóm múa đi diễn. Xong cái đầu cái cần. Qua thuê đồ rồi. Hốt luôn. Ông bà tính mắc quá. Mắc quá. Xong rồi ông dùng những năm kế ông dụ bà đang cấn trừ. Đúng không? Đúng không? Dạ không. Vàng, vàng đồ đó là của em. Của em, bà già bà mới em mới cho bà cho thuê đồ. Hai chồng em cơ duyên nào gặp nhau vậy? Em và ảnh thì biết nhau chứ chưa có nói chuyện với nhau thì từ 2015 đến 2017 á. Cuối 2017 là tụi em có diễn chung với nhau trong cái tiết mục múa, thì ổng làm biên đạo. Thì khi mà nói chuyện với ổng thì mình thấy ổng giỡn với bạn bè rồi mấy đứa em cứ như là bê bê. Bóc bóng, bê bóc bóng phải không? Ta múa mà cái tay người ta... Đó thì cái tướng ta, cái tướng ta nhiều mà ta bóng. Có vô tình em đi ngang qua em nghe ổng nói chuyện điện thoại, cái ổng bắt alo, gì vậy bà nội? Em nghĩ là thôi chắc coi nhau như chị em thôi chứ cũng không suy nghĩ gì hết. Cái sau đó cái một đợt em thả thính ở trên Facebook á, em ghi là lấy chồng mà không được yêu thương thì thôi là để ở nhà ba mẹ yêu thương cho rồi. Thì ông này ông mới ghi vô là lấy anh hem. Lấy anh hem á, lấy anh hôm á. Còn cái chữ hem, còn cái chữ hem nó cũng mới đê dễ sợ. Cái em thì em cũng trả lời lẹ lắm, lấy ngồi bàn nói chuyện sớm lắm nha. Đãi ở đâu rồi ngày tháng cưới mà trong khi hai đứa chưa quen biết gì hết trơn á. Ghi xong hết rồi em suy nghĩ là em nói trời ơi, ông nội này ông BD mà ông nhắn tin ông nói chuyện với mình kiểu đó, có khi nào ông dùng mình để làm bức bình phong với ba mẹ không? Cưới về cái bỏ mình đó rồi muốn đi đâu tung tăng với lại bạn trai thì mình không biết. Đó, suy nghĩ đúng không? Rồi còn em sao? Dạ ban đầu á thì 2015 á là tụi em làm chung với nhau là dạy thiếu nhi. Em ấn tượng bả một cái là giờ bả lùng lùng vậy, bả dữ. Dạng ngồi chăm đứa thiếu nhi á, một mình bả hét một phát một là nguyên một đám là im ru. Dạ ơi, giống như em tưởng tượng như là em coi phim mà Kung Fu mà sư tử hóng á. À, thì sao là bả y chang vậy. Ồ vậy á. Từ từ cái để ý thấy bả cũng dễ thương. Lúc đó là bả có người yêu rồi. À, nên thôi em không có... Nói chung là tụi em đi qua cuộc đời nhau là như thế. Tới năm 2017 á thì lên Facebook là mấy gì cô đơn này kia đó. Rồi mới chia tay người yêu này kia đó. Giống như thả thính vậy. Rồi em đớp thính. Ừ, nhưng nói nghe nè, rồi cái ngày đầu mà em đi chơi á. Dạ. Lúc ảnh mời em đi chơi là mời đi đâu? Dạ mời đi uống cà phê. Thì lúc đó thì em cũng nghĩ là thôi chị em đi chơi với nhau. Nên là moi hết ruột gan để mình ngồi mình tâm sự với lại bả. Em buồn em khóc cái em dựa vô vai của bả. Nếu mà con trai thẳng á là ví dụ như thấy con gái khóc thì ưa dỗ dành, bà này bà cứng đơ chắc là thôi chắc không ăn thịt bánh bèo. Sau khi đi về rồi bắt đầu là nhắn tin qua lại rồi tùm lum lá hết trơn á, cái rủ em đi coi phim. Mình thì mình cũng hơi mến ổng rồi nhưng mà coi là có muốn ăn mình không. Nên là ngồi thì mình cũng chủ động mình ngồi sát qua chút xíu để có cái nắm tay không á, cứ vậy nè ngồi vậy nè. Em thấy trời ơi cái gì vậy, có ai ăn thịt bà đâu mà bà làm cái ghê vậy, mặt nghiêm túc lắm kìa, giống như là bị đơ bị cứng vậy nè. Em nói anh ơi em lạnh quá. Lạnh nè. Anh không có đem áo khoác em ơi, thì thôi ráng chịu đi. Em bị nhát gái, thấy ngồi gần cái là em cũng run rồi. Cũng thích nhưng mà đâu có dám, giờ nếu mà em mà thò tay qua máng vô cái đâu biết bà này bà thích em hay không, lỡ sọt qua máng vô cái tái bóp cái là mệt mỏi luôn á, coi như bể kèo của em đó. Mình giống như là lâu quá không có bạn trai, thử cảm giác coi bóng gió nắm tay coi nó làm sao. Nắm tay vô thì bắt đầu cảm thấy phê. Có điện. Ừ sao nữa, theo bóng gió vậy chứ mà cởi đồ ra muối không à. Nên là chịu không nổi. Vậy á. Có bữa ổng mồ hôi đỏ cái ổng cởi áo ổng ra, nói trời ơi đã quá vậy, cái gì đâu mà xấu muối đã quá, cái bắt đầu em tấn công luôn. Mình không có bàn về khuôn mặt đi, mình bàn về từ đây trở xuống. Đi chơi chung bả
thì nhiều khi các em cũng hay giỡn quỷ nó vậy đó quỷ à. Ai nói chị bd, chị không bd, chị là con gái thiệt đó vậy em, đó em giỡn vậy, giỡn về để cho nó thay đổi không khí cho nó vui á. Lúc mà đi về em chở bả lòn tay ở sao bả ôm vô em, hai đứa nắm tay nhau, nói chung là rần rần người. Ừ. Người ta đã vậy rồi em vẫn còn nhát luôn hả? Dạ, dạ vẫn còn nhát chị. Nếu mà mình tấn tới nhiều quá thì sẽ bị dội kèo. Qua hôm sau các em mới ôm. Bao lâu mới hùng? Ngày thứ ba là đã hùng rồi anh. Rồi cái vụ kia làm sao? Ai tấn công ai? Chắc em. Tại vì vô tình lúc đó là ảnh dẫn em qua nhà chơi, lên lên đầu ngồi chơi. Em ngồi ở ngoài đây chờ đi, anh đi tắm. Trong phòng ảnh có cái phòng tắm luôn. Cởi đồ ra cái cảm thấy là chà, này thịt này ngon. Cái vụ hồi cái bắt đầu là em đào ra luôn. Là em tấn công trước luôn để thử cảm giác coi ăn thịt đồng loại nó như thế nào. Vừa tắm xong mở cửa ra cái là bên hốt liền, hốt em liền. Hàng liền. Cảm giác sung sướng. Cái vụ nhát của em ghê. Dạ không, lúc đó là xong cái lần dạng liền chị. Rồi mấy lần sau là tự hốt. Mới đầu thì em nghĩ là chắc là tấn công trước á thì chắc là nó ngóc đầu nổi đâu. Nhưng mà lúc sau cái nghỉ hiệp, cái tới hiệp thứ hai không đè em ra. Em giống như là em bị lật kèo ngược lại á. Cái mình cảm giác này được ạ. Được. Rồi thì các em khi mà về gặp phụ huynh thì phụ huynh có suy nghĩ, có nghi ngờ gì không? Về ấn tượng gia đình của em đối với ổng là chạy chiếc xe màu đỏ, mặc cái áo thun cam lửa, đôi giày màu đỏ. Khi mà nói chuyện chơi xong rồi ba em cũng cười, cái quay lại hỏi em là ba đâu có cần con cưới gấp đâu con, sao con đem cái thằng bóng lửa về vậy? Con nghĩ kỹ nha con. Rồi tới hồi mà đám cưới rồi á, quýnh ghen với đàn bà còn đỡ, mình đi quýnh ghen với đàn ông chắc ba chết luôn. Nó là không có, mà không lẽ giờ mình nói con test thử rồi. Thiệt nha con đừng làm ba sợ nha con. Con thấy em về gia đình bên đây thắng hay sao? Dạ thì em qua bển thì bên bển nghĩ em là bóng. Còn bảo mà qua bên nhà em á, má em quát em lại hỏi: ê, nó gái thiệt mày, nó có qua Thái lần nào chưa, sao giọng đàn ông quá vậy? Giọng bả hồi trước là ồ hơn bây giờ nữa chị. Em đẻ xong rồi cái nó thay đổi hóc môn nữ vô em hay sao á. Hồi lúc trước á, ai mà gọi điện thoại đến cho em nó kêu là dạ anh ơi cho em gặp chị Hương. Ôi vậy đó. Mà cái giọng ồ giọng như đàn ông vậy đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Ừ, em là xin em bé bây giờ là mấy tháng rồi? Dạ được 2 tháng rồi. Trời ơi vậy mà phọt phiết ngon lành. Dạ mới cưới được hồi tháng 8. Ôi vậy là bây giờ dễ thương quá, hạnh phúc quá rồi. Bà còn bóng nữa không? Lúc mà lấy nhau á là một tuần á, người ta có tuần trang mật. Còn tụi em là có tuần động phòng. Hai đứa giống như chim sổ lồng vậy. Vô hốt nhau một đêm 3 lần. Ngày thứ hai cũng y chang vậy, sung sướng quá. Hốt nhau lần nữa. Ba lần tiếp, rồi tiếp ngày thứ ba cũng y chang, ngày thứ tư cũng y chang. Rồi tới ngày thứ năm là đêm định mệnh. Em đi dạy từ 6 giờ sáng cho tới 8, 9 giờ tối em mới về. Biết thế nào là ba cũng hốt em một lần nữa. Em tranh thủ một cái tấm lẹ lẹ, cái em ra em định xuống dưới, lầu dưới em ngủ. Mà ai ngờ vừa mở cửa toilet ra cái là bà đứng sẵn ngay đó rồi. Làm như bà biết hay sao á, bà biết em chuẩn bị trốn hay sao á. Vừa mở cửa ra cái là hốt lên liền. Nói để em dưới ăn cơm. Thôi em đem cơm lên rồi khóa cửa lại luôn, không cho ra luôn. Em cho nhịn một năm luôn mà. Thế giờ luôn á trời. Rồi bây giờ làm sao? Về lấy nhau rồi cái tật xấu nhiều không vậy? Tật xấu của ổng là khi mà cưới về á là mới biết là chồng em là cảm tử quân. Ngồi đâu là quăng bơm đó. Đang ở trong nhà vệ sinh cái ông hỏi em là: em ơi em có biết hương vị tình yêu là như thế nào hay không? Cái em cứ nghĩ em đầu là chắc định nhào vô ăn thịt mình hay gì. Ông em nghe một cái tiếng một cái rồi ông ra ông đóng cái cửa lại luôn, ông khóa chặt cái cửa ngoài. Dễ sợ luôn, em như em bị nhốt ở trong chậu. Em kêu mở cửa ra kêu em hãy đứng ở trong đó mà tận hưởng hương vị tình yêu của anh với em đi. Giống như là cái tính xấu của ảnh là ảnh rất là cọc. Ví dụ như ảnh nói là em ơi đi phơi đồ đi,
mà em mắc chăm con, em dọn dẹp á, em quên á. Ông cọc, ông nhăn cái mà ông khó chịu. Em không thích cái tính của ông vậy luôn. Mặt ông nhăn thấy ghét lắm, đã xấu rồi còn nhăn nữa. Cái gì nữa nè? Ảnh hay làm những cái món đồ mà tự cho do ảnh thiết kế ra á. Thì ảnh cũng hay để ở ngoài mà anh không dặn em nha. Ví dụ như thà em ơi em đừng dọn cái này, hoặc là em giục cái này đi, hoặc là em giữ cái này lại, anh không có nói. Cái tới hồi em dọn thì cái tính em là trước mặt em là em giục thùng rác hết rồi. Tới hồi ông hỏi ra cái ông bị mất đồ này kia, cái đông ra ông cọc với em. Đó là như vậy. À nó cọc căng là từ đó mà ra. Rồi giờ tới Thắng đó. Vợ em thì rất là dễ thương. Nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì phải chắc cho em 3 tập để em kể. Bây giờ em kể mấy cái tiêu biểu rồi. Em đang nằm ngủ vậy nè, bỏ mớ bỏ quơ 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 cái quay qua giọng vô bụng em, úp vậy ôm bụng cái ngủ đi em, ngủ đi em. Giặt đồ là đồ em vừa mới bận vừa cởi ra cái là đem bỏ vô máy giặt, chưa hết vừa nhấn máy giặt xong cái là đi xuống làm việc khác. Giặt buổi sáng vậy hả, tới tối cái là đồ nó thúi quắc, bà thấy thúi quá cái bà giặt lại lần nữa, bấm điện thoại xong cái bà ngủ quên, tới sáng cái lên đồ nó thúi quắc tiếp rồi bà nhấn giặt thêm một lần nữa, phơi xong cái là bà để đó. 4 ngày sau bà mới ra, bà mới lấy đồ vô nguyên một cái thao đồ bụi chà bá vậy nè. Bà ngồi bà xếp từ từ, xếp từng cái được 4-5 cái á, xong rồi bà đi làm việc khác, để 4 ngày sau bà mới xếp được hết thao đồ đó. Quên mà lại mất tập trung nữa. Tính ra một mẻ đồ của em là gần 2 tuần đó, mới xong. Hai tuần mới xong. Bây giờ em mong muốn vợ thay đổi cái gì nè? Em mong muốn vợ em biết sắp xếp thời gian làm việc nào, nói chung là cho nó xong ra cái việc đó, đi việc nào, ra xong việc rồi đó. Mình mới làm tiếp công việc khác. Em mong muốn anh thay đổi điều gì? Mong là ảnh cũng bớt lấy đồ dụng cụ trang điểm của em đây. Cái kéo cắt lông mày á thì em thấy ông này ông lấy nó ông cắt lông mũi của ông. Tính kỳ lắm chị, đi đâu là cầm lấy cái kéo cắt bếp á, đứng cắt gì nè. À ghiền cắt lông mũi. Ghiền đó là ghiền á. Bằng tại tất mũi cả này. Các loại kéo. Em mong muốn chồng em á là cái tính cọc cằn á thì cũng không có khuyên ảnh là bớt hay như thế nào đó, nhưng mà phải hiểu thông cảm cho em, tại vì em cũng có em bé nữa, nó loay hoay vòng nên em cũng quên trước quên sau á. Bớt cọc đúng không? Dạ, đúng bớt rồi. Cọc cằn. Em muốn ảnh bớt cọc á thì là mình phải bớt giục đồ, tức là này là có qua có lại đó. Cái điều mà chị muốn chúc tụi em á là lúc mà tân hôn lại đó nha, phải lượng sức khỏe nha. Dạ. Không có như lần trước nữa bệnh nữa nghe chưa. Liều lượng nghe chưa quý. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn anh chị.